Thưa quý vị, để nhân dân hiểu rõ hơn về thân thế, sự nghiệp và những hy sinh cống hiến của đồng chí Lê Phước Thọ vào năm 2020 và năm 2021, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và Thành ủy Cần Thơ đã phát hành hai quyển sách Dấu chân in đậm trên quê hương đất nước và Lê Phước Thọ, một nhân cách, một tấm gương. Qua những ấn phẩm này đã thể hiện khái quát toàn bộ tư tưởng, cốt cách, tinh thần của một bậc lão thành cách mạng, trung với nước, hiếu với dân. Và cho đến những năm tháng cuối cùng trong cuộc đời, ông Sao Hậu vẫn dành cả tâm trí, sức lực của mình để phục vụ cho quê hương, đất nước, trong đó có thành phố Cần Thơ. Tháng 9 năm 2020, Thành ủy Cần Thơ tổ chức sự kiện họp báo giới thiệu cuốn sách Lê Phước Thọ, dấu chân in đậm trên quê hương đất nước. Đây là hồi ức của đồng chí Lê Phước Thọ, tên thường gọi Sáu Hậu. Sách tập hợp những bài viết mang phong vị phù sa chân chất miền sông nước và nét mộc mạc tình người Nam Bộ. Nội dung gồm 4 phần, kể về tuổi thơ của ông Sáu cùng với gia đình, quê hương, quá trình chiến đấu trưởng thành, đóng góp công sức kiến thiết đất nước và sự cống hiến không mệt mỏi cho đến tận khi tuổi đã xế chiều. Thời điểm đó dù đã 93 tuổi, nhưng lúc ấy ông vẫn minh mẫn và quan tâm đến vận mệnh của đất nước, của nhân dân và dân tộc. Vấn đề động lại có 3 vấn đề lớn mà các đồng chí nên lưu ý. Một là tôi nói về cái kinh tế, thứ hai tôi nói về đảng, tôi nói lịch sử đảng. Vấn đề thứ ba là trong phần động lại tôi đó là cái phần của vấn đề là biến đổi khí hậu. Bị biến đổi khí hậu tôi rất băn khoăn đối với đồng bằng sông Long là cái nơi bị xe hại nhiều nhất. Nếu như chúng ta không chủ động thì đến chừng đó là chúng ta sẽ bị xe hại rất nặng. Tôi thấy rất là nhiều cái vấn đề sâu sắc mà tôi rất tâm đắc. Cái tâm đắc thứ nhất của tôi đó là qua quyển sách này á, là tôi nghĩ nó không phải chỉ là hồi ký, hồi ức đâu, mà nó gần như một quyển lịch sử vậy đó. Nó chưa toàn diện nhưng mà như quyển lịch sử của đất nước từ năm 45 trở về sau này. Trong kháng chiến đánh Pháp, đánh Mỹ thế nào, rồi là xây dựng đất nước ra làm sao, rồi đổi mới, rồi khó khăn, gian khổ cái gì đi lên đó, thì tôi thấy suốt chiều dài là mấy chục năm, gần cả trăm năm, theo dấu chân của anh Sáu từ khi tham gia cách mạng đến bây giờ. Sau một thời gian chuẩn bị chu đáo các bước biên soạn quyển sách thứ hai, năm 2021, Thành ủy Cần Thơ cũng đã phát hành ấn phẩm Lê Phước Thọ, một nhân cách, một tấm gương. Quyển sách tập hợp 40 bài viết của các đồng chí, nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, cùng nhiều tướng lĩnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ ngành Trung ương và nhân dân các địa phương. Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và địa phương, cùng Hội đồng Biên tập và Tư vấn đều nhận thấy rằng các bài viết trong quyển sách rất chân phương mộc mạc, nhưng mô tả đúng lịch sử, cung cấp nhiều thông tin quý giá và chan chứa tình cảm của từng tác giả đối với nhân vật là bác Sáu Hậu. Qua đó nêu bật lên chân dung của một người cộng sản chân chính, có phẩm chất, đạo đức, năng lực và uy tín. Đây là một nhân cách lớn và là tấm gương cho nhiều thế hệ noi theo. Ai vô đó ta đọc cũng thấy ảnh, cái nhân cách thì nó bao hàm tất cả, chứ không phải nhân cách mà nhân cách sống, nhân cách chiến đấu, nhân cách đấu tranh, nhân cách này này là nó, chứ không phải chỉ nhân cách là nói một cái con người riêng của nó bao hàm hết tất cả. À, rồi một tấm gương thì thôi khỏi nói, bị tấm gương là nó chiếu sáng, nó rọi hết tất cả, thứ hai ai nhìn vô thì là nó đều có thể hiện cái tấm gương. Vào cuối tháng 3 năm nay, dù tuổi đã rất cao, nhưng ông Sáu vẫn dồn hết tâm trí để tham vấn cho Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ. Ông cho rằng, về quy hoạch tổng thể thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, phải xác định rõ mục tiêu phấn đấu, nhưng cần đảm bảo chất lượng và thời gian.
đối với nghị quyết 59 của Bộ Chính trị, nghị quyết 45 của Quốc hội và nghị quyết 98 của Chính phủ. Cần làm rõ các nhiệm vụ sắp tới và cụ thể hóa các tiêu chí để thực hiện. Đặc biệt là Cần Thơ phải tranh thủ tìm kiếm đối tác, trao đổi và bàn phương án nạo vét cho được luồng Định An. Ông mong muốn Cần Thơ phải phát triển mạnh mẽ nguồn nhân lực chất lượng cao và ổn định, quy hoạch Phong Điền trở thành một quận, xây dựng quảng trường và khu văn hóa thể dục thể thao tổng hợp cho Ninh Kiều, bắc cầu qua Xóm Chài và tạo điều kiện cho Cái Răng phát triển hệ thống cảng logistic. Đối với trụ sở của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ hiện nay, nếu có di dời về trung tâm hành chính mới, thì dùng nơi này làm cung thiếu nhi thành phố. Ông đặc biệt quan tâm đến việc quy hoạch thiết kế cho mỗi quận huyện đều có các khu dân cư tái định cư để thực hiện giải tỏa đền bù khi thu hồi đất, phục vụ cho các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật, trong đó có việc mở mới các tuyến giao thông và đường cao tốc. Các chỉ cố gắng từ đến 25 chúng ta đạt được những mục tiêu, các mục tiêu trên, thì Cần Thơ mới có thể cất cánh lên được. Chứ từ đây đến 25 hoặc là đến 26, thành phố có phát triển được cũng là đi một cách là tiệm tiến thôi, chứ chưa nhảy vọt được. Mà muốn lên từ 26 đến 30 thì mới mở cửa được. Còn từ 30 đến 45 thì thời kỳ này có thể nói là thời kỳ hoàng kim của thành phố. Chúng ta phải tự hào. Cho nên xác định một cái bước đi, xác định một cái định hướng như thế để chúng ta xây dựng một cái Cần Thơ thế nào. Ông Sáu đã nhắn nhủ cho con cháu, bạn bè, đồng chí và đồng bào với những lời thiết tha, tràn đầy tâm huyết và nhân văn. Ông viết: sinh lão bệnh tử là quy luật đời người, không ai vượt qua được. Tuy nhiên để thanh thản ra đi thì mình phải sống ngay thẳng, sống có ích cho đến tận ngày cuối cùng, không hổ thẹn với lương tâm và tâm nguyện của cha mẹ, dòng tộc, quê hương. Điều mong ước cuối cùng của tôi là các thế hệ tiếp nối hãy ra sức gìn giữ, bảo vệ từng tấc đất và biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, phát triển kinh tế thịnh vượng và thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.